Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 4 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,45%, hiện tại đang đứng quanh mức 2.011,4 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2.007,89 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2.021,33 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ đứng ở mức 102,012 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 28.100 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 3,298% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 79,800 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ, tuy nhiên theo giới chuyên gia cho rằng giá vàng thế giới tiếp tục tăng và tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào mùa hè năm 2020. Khi đó, sự bất ổn do đại dịch gây ra khiến các nhà đầu tư hướng tới sự an toàn của kim loại quý. Còn bây giờ thì lý do khiến nhà đầu tư lo lắng có thể là do lo ngại về suy thoái kinh tế. Đầu tuần này, các thị trường đã nhận ra sự sụt giảm trong các đơn đặt hàng của nhà máy và hoạt động sản xuất chậm lại. Cuộc khủng hoảng ngân hàng hồi tháng 3 đã càng làm nổi bật tác động tiêu cực đối với nền kinh tế mà việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương mang lại. Dữ liệu kinh tế kể từ khi mà được công bố cho thấy sự suy giảm trong hoạt động và niềm tin, với thông báo gần đây của OPEC Cộng về ý định cắt giảm sản lượng khai thác dầu, có khả năng dẫn đến lạm phát và góp phần làm suy giảm thêm tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù một số quan chức Fed vẫn thảo luận về việc tăng lãi suất nhiều hơn, nhưng thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay sẽ tăng lên. Theo CME Fed Watson, có khoảng 50% cơ hội cắt giảm lãi suất vào tháng 7 tới đây. Các điều kiện thị trường có lợi cho vàng với kim loại quý được hỗ trợ thêm bởi sự suy yếu đi của đồng bạc xanh. Mà vàng thì thường có mối quan hệ nghịch đảo với đồng tiền này. Việc kết thúc tiến trình thắt chặt của Fed cũng tạo ra môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nắm giữ vàng trong ngắn hạn đến trung hạn. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư, ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ là Bank of America đã kỳ vọng giá vàng sẽ đạt trên 2.100 đô la Mỹ trên một ounce ngay trong quý 2 này. Báo cáo cho biết triển vọng cơ bản của vàng có vẻ tốt khi mà lạm phát vẫn tăng cao liên tục và những lo ngại về kinh tế tiếp tục gia tăng cùng với sự suy yếu của thị trường lao động, thanh khoản thắt chặt và thị trường tín dụng dễ vỡ. Đồng thời, triển vọng kỹ thuật của vàng cũng đang vẽ nên bức tranh tươi sáng. Theo chiến lược gia kỹ thuật của Bank of America, Paul Siena, tác giả chính của báo cáo đã viết rằng việc vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 2.078 đô la Mỹ trên một ounce thì có thể báo hiệu sự khởi đầu của một đợt tăng giá kéo dài 2 năm. Điều này có thể đẩy giá lên 2.500 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng trong môi trường hiện tại, mục tiêu ban đầu của ông là trên 2.100 đô la Mỹ trên một ounce. Dù vậy thì ông cũng chỉ ra rủi ro hiện tại là thị trường có thể bị coi là mua quá mức khi mà nó tăng lên mức 2.078 đô la Mỹ, dẫn đến một động thái củng cố hoặc là điều chỉnh đối với vàng. Nhưng kim loại quý này sẽ vẫn trong xuống tăng miễn là mức hỗ trợ được giữ ở mức 1.938 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Cùng với xu hướng đi xuống của thị trường vàng thế giới, giá vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều được điều chỉnh giảm. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 66,45 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,07 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,05 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Còn với giá nhận bộ số 9 tại công ty này mua vào mức 55,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,40 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối với thị trường tiền tệ thì tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.601 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm nhẹ 1 đồng trên 1 đô la Mỹ so với hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại không có điều chỉnh, mua vào quanh mức 23.250 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.620 đồng trên 1 đô la Mỹ.
Còn với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 23.380 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.480 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên trưa chiều ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng là 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.700.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.647.000, bán ra 6.703.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. My Hồng SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.700.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.630.000, bán ra 6.750.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 30.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. SJC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.683.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.707.000. SJC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.647.000, bán ra 6.710.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại được điều chỉnh giảm khá mạnh trong khoảng từ 84 đến 200.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng từ 8.400 cho đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Mua vào 5.540.000, bán ra 5.640.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.540.000, bán ra 5.650.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.520.000, bán ra 5.600.000. Giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.414.6 nghìn, bán ra 5.544.6 nghìn, giảm 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.015.4 nghìn, bán ra 4.215.4 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.080.1 nghìn, bán ra 3.280.1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.150.4 nghìn, bán ra 2.350.4 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.